Phi Nhung livestream trên giường bệnh cảm ơn đến khán giả sau khi hồi sinh thành công. Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đại gia đình, những người yêu mến Phi Nhung của chúng ta đã quay về với những thông tin mới nhất. Có thể nói gần đây vụ việc ca sĩ Phi Nhung có dấu hiệu vẫn còn sống ở Mỹ không chỉ khiến hàng triệu fan hâm mộ vui mừng và một số bộ phận yêu quý ca sĩ Phi Nhung ai cũng chia sẻ và gửi những lời chúc đến Wendy Phạm, tất còn gái ruột của ca sĩ Phi Nhung về sự việc vô cùng vui mừng này. Thực sự chúng tôi cũng như tất cả quý khán thính giả, ai cũng mong muốn rằng trong vụ việc này, tất cả có thể mong Phi Nhung vẫn còn sống là một điều kỳ tích xuất hiện trên cuộc đời này. Hơn hết để hiểu rõ hơn, liệu rằng có thật sự là Phi Nhung vẫn chưa qua khỏi hay không? Và thông tin mới đây là Wendy Phạm đã cung cấp cho phóng viên chúng tôi, đó là mẹ của mình đã được phẫu thuật hồi sinh kỳ diệu ở bên Mỹ. Với những thông tin này cũng như thật hư sự việc diễn ra như thế nào thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị xem hết thông tin ngay sau đây nhé. Chúng tôi sẽ gửi đến tất cả quý vị những thông tin cũng như những bằng chứng chứng động nhất liên quan tới sự việc ca sĩ Phi Nhung. Và trước hết quý vị đừng quên hãy ấn like cũng như đăng ký kênh ở bên dưới để đại gia đình của chúng ta cùng nhau chờ đón những thông tin tiếp theo. Và không dài dòng nữa, chúng tôi sẽ bắt đầu ngay những thông tin cực kỳ nóng của ngày hôm nay về vụ việc ca sĩ Phi Nhung. Có thể nói rằng ngay tại thời điểm bây giờ không còn điều gì có thể che giấu và giấu diễm được nữa. Vì thông tin ca sĩ Phi Nhung của chúng ta thật sự còn sống đã khiến cho rất nhiều người vô cùng hoang mang và chẳng biết đâu là sự thật. Và thông tin này cũng đã khiến rất nhiều người đi tìm sự thật cũng như để hiểu rõ hơn đâu là trắng và đâu là đen. Thì chúng tôi cũng đã trò chuyện với Wendy Phạm, người trực tiếp sẽ nói hết tất cả sự thật gửi đến cho tất cả fan hâm mộ. Và khi trao đổi với chúng tôi, Wendy Phạm nói rằng Điều duy nhất khiến những người làm thông tin chúng tôi vô cùng xúc động và vui mừng đó là mẹ Phi Nhung của quẩy vẫn còn sống là một điều vô cùng tốt đẹp khi mà các bác sĩ tại Bệnh viện California đã thông báo với gia đình rằng Phi Nhung vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật vô cùng quan trọng và cuộc phẫu thuật này đánh dấu cục mốc cho thấy Phi Nhung đang được hồi phục một cách rất nhanh chóng khi mà một phần của sự sống cho đến nay là hơn 50%. Cũng chính vì những lời chia sẻ của Wendy Phạm đã khiến rất nhiều người vô cùng vui mừng và thật sự có lẽ trong vụ việc ca sĩ Phi Nhung qua đời, cuối cùng thực chất tất cả câu chuyện xảy ra đều là dàn dựng bởi ekip của cô ấy. Vì theo như Wendy Phạm chia sẻ rằng, tại thời điểm đó mẹ Phi Nhung được các bác sĩ tại bệnh viện chờ rẫy thông báo với gia đình là chưa qua khỏi, còn đúng một phần của sự sống và tới lúc này thì không còn cách nào khác để mà cứu chữa được nữa vì mẹ Phi Nhung của cô đã bất tỉnh nhân sự, kèm theo đó là oxy tại bệnh viện chờ rẫy đã ăn dần ăn cạn kiệt. Tại thời điểm đó rất nhiều ca Covid-19 tại Việt Nam khi mà bệnh viện cũng đã quá tải rồi, nên chúng tôi tin rằng không chỉ ca sĩ Phi Nhung của chúng ta mà tất cả những người mắc Covid-19 tại thời điểm đó đều không thể nào chịu nổi quá 3 ngày. Cũng chính vì cơ sở vật chất tại bệnh viện chờ rẫy quá khan hiếm, nguồn cung cấp oxy nên nam ca sĩ Mạnh Quỳnh mới bàn bạc với ekip của cô thuê một máy bay rất đặc biệt và chiếc máy bay này là máy bay phản lực có tốc độ rất nhanh quý vị có thể hình dung là nửa vòng trái đất từ việt nam qua mỹ chỉ bay trong vòng một tiếng đồng hồ duy nhất là có thể tới nơi